Chào bà con, chào các bạn. Mời bà con và các bạn cùng chúng tôi tiếp tục đi tìm mua những cây sưa đỏ Việt Nam để xuất sang Trung Quốc. Hôm nay chúng tôi đi vào các tỉnh miền trong để thu mua những cây sưa đỏ. Bây giờ ta đến gia đình của hộ nông dân này. Cái cây sưa ấy to không bác? To hay nhỏ? Cây sưa nó vừa thôi. Vừa rồi, nó có mấy cảnh? Nó khoảng 2 cảnh. Hai cành thẳng. Hai cành thẳng. Phải mũi dài mới tới lõi. Bây giờ chúng ta khoan kiểm tra cây sưa này. Bây giờ mua sưa là chúng tôi phải được khoan kiểm tra để định ra giá của cây sưa. Có nhiều bà con không cho chúng tôi khoan thì chúng tôi không định được ra giá của cây sưa là bao nhiêu tiền. Đôi khi cứ các bà con ta cứ đòi phóng lên một cái giá nào đó thì cũng không thể nào mua được, chúng tôi cũng không thể mua được. Bây giờ chúng tôi khoan lõi to chúng tôi sẽ giả thêm giả nhiều tiền, và lõi nhỏ chúng tôi sẽ giả ít tiền, rất là công bằng. Giá của cây sưa phụ thuộc vào lõi to và lõi nhỏ, đôi khi còn phụ thuộc vào cái màu của lõi nữa. Màu của lõi là đỏ đen thì sẽ được giá hơn là cái màu đỏ vàng vàng nhạt. Đây như màu này là bình thường, màu này cũng không đẹp. Nó có mùi thơm riêng của nó mà đây. Lõi sưa rất thơm. Như cây sưa này chúng tôi khoan là lõi nhỏ, lõi cây này mới được vào khoảng 5 phân thôi, không đủ tiêu chuẩn để thu mua. Chúng tôi bây giờ thu mua những cây sưa từ lõi 10 trở lên. Cho nên chúng tôi phải khoan thăm dò kiểm tra. Nếu đạt được lõi từ lõi 10 trở lên chúng tôi sẽ thu mua. Còn nói bé chúng tôi không thu mua. Thành núi hay ác ấy. Sọc như lạn. Vỡ hết cả máng. Những cây sưa này chúng tôi kiểm tra đạt được tiêu chuẩn, đạt nói hơn 10 rồi. Chúng tôi sẽ cho thợ đào ngay. Cây sưa này nó ngả vào cái nhà này, cho nên là đổ rất là khó. Bây giờ là phải kéo ra, bây giờ phải dùng dây đẩy kéo nó ra ngoài, không nó đổ vào cái nhà mái tôn kia. Cây này chúng tôi phải dùng dây dài buộc lên mái trên ngọn kia, và nhiều người kéo, nếu không kéo là nó sẽ đổ vào trong cái nhà kia. Bây giờ còn một cái rễ bên này cắt lốt xong rồi là anh em tập trung vào kéo du đấy, dây buộc bãi trên ngọn kia. Kéo mạnh đi, nguy hiểm quá, kéo mạnh đi. Tập trung hết anh em, tập trung hết để kéo cây sưa này. Một người đứng đằng sau du. Kéo đi, chuẩn bị. Kéo đi. Kéo mạnh đi, sắp đổ rồi. Kéo mạnh là đổ rồi. Đấy. Còn một cái rễ nữa. Chặt cái rễ này đi thì kéo nó sẽ đổ. Kéo đi thôi, kéo đi. Kéo bây giờ là đổ rồi. Đổ rồi. Ui. Đổ rồi. Cây sưa này cũng ngả phải mất nhiều người kéo, cũng đơn giản thôi chứ không phức tạp lắm, không phải sử dụng đến cần cầu. Bây giờ các anh em tập trung khênh lên ô tô, khênh vác lên ô tô để chuyển về cơ sở để đẽo cho các thợ đẽo lấy lõi để xuất khẩu sang Trung Quốc. Bây giờ chúng tôi tập kết hết cây lên ô tô để chuẩn bị về. Bây giờ là chuẩn bị lên đường.
không mua được nữa, không mua nữa, để mai ngày kia lại đi chỗ nơi khác. Bây giờ sẽ chuyển cái chỗ này về cơ sở để đéo. Một số những cái cây ở xa trong nhà thì phải khênh, các anh em thợ phải khênh ra ô tô, ô tô không vào được đấy, ở trong mãi trong sâu trong dân bản phải khênh từ trong mãi cuối xóm sang đến đầu xóm này, đầu bản này mới có ô tô mới đỗ được ở đây. Hôm nay chúng tôi thu mua được cũng được tương đối. Hôm nay chúng tôi thu mua được chỗ này cũng vào được hơn chục cây. Hơn chục cây tương đối. Bây giờ bắt đầu tiến hành chuẩn bị lên đường về. Mai ngày kia chúng tôi lại tiến hành. Bước đây lại cao. Gần đầy ô tô rồi. Bây giờ cũng là sang chiều gần muộn rồi. Đấy, những cây xưa rất đẹp, được chúng tôi thu mua hết. Những cây xưa cứ lõi 10 trở lên, lõi 10 trở lên là chúng tôi sẽ thu mua. Mà những tất nhiên là chúng tôi phải khoan kiểm tra, đạt tiêu chuẩn chúng tôi sẽ thu mua. Bà con và các bạn lưu ý là cho anh em thợ khoan kiểm tra để định ra cái giá đúng nhất mà hợp lý nhất, không để ảnh hưởng đến bà con, mà cũng không ảnh hưởng nếu những cây xưa khoan cũng không thể bị làm sao không chết được. Bà con lưu ý, đây là cơ sở của chúng tôi, cơ sở đang đẽo những cái phần rác đi, đẽo hết cái phần rác đi để lấy lõi. Bộ phận ở nhà chỉ có đẽo lấy lõi thôi, còn bộ phận đi khai thác thì cứ đi khai thác. Lưu ý bà con chúng ta là anh em thợ đến thu mua những cây gỗ xưa thì phải được kiểm tra, khoan kiểm tra để định ra giá, định ra xem là lõi to bao nhiêu thì trả giá bấy nhiêu. Bây giờ chúng tôi mua từ lõi 10 trở lên. Lõi 10 là mà dài được 3 mét là chúng tôi thu mua với giá 10 triệu trở lên. Từ 3 mét trở lên. Mà lõi 10 lưu ý là không phải đo ở dưới gốc mà đo ở tầm mét 7, mét 6 tầm ra mặt đấy. Đấy, bộ phận ở nhà là đẽo gọt để lấy lõi. Đây, đẽo như thế này. Đấy, những cây dưa rất đẹp. Những cây dưa này lõi do cái tầm trên này là hơn 10 hết. Lõi rất đẹp. Những cây này màu rất đẹp. Đây là những cây dưa đang được chuẩn bị đi Trung Quốc, đang chuẩn bị làm sạch sẽ đưa vào kho chuẩn bị đi Trung Quốc. Đẽo xong sạch sẽ thì sẽ cho vào kho, nhập vào kho được kế toán ghi chép đầy đủ từng cây một. Bà con và các bạn xem video hãy đăng ký kênh chia sẻ để được xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.